Vâng, xin chào các bạn. Đây là cái máy Samsung nè, Galaxy S7, S7 Edge hay các bạn, hay là dòng gọi là Galaxy S7 màn hình cong. Thì máy này thì chúng ta nhìn thấy là hiện tại đang bị gọi là sao các bạn, phòng pin nè, đẩy nguyên cái nắp là nắp rơi luôn nè, các bạn thấy ghê không đó. Thì bây giờ hôm nay là mình sẽ đưa ra giải pháp là coi như là thay pin của Samsung Galaxy S7 Edge đó, trên đây ha. Rồi, để mà thay pin được thì đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn thấy là máy mình nó đang còn chạy được nè, pin phồng lên rọt lên như thế này. Bây giờ mình sẽ tắt máy đi ha. Đó, 230802, ok. Bây giờ mình sẽ tắt máy đi, và tắt máy đi thì giờ cái dòng máy này thì hiện tại là rọt lên là như thế này đấy. Bây giờ là coi như là mình sẽ tháo này ra nè, tháo ra bằng cách là giờ mình còn lít keo, cái này mình sẽ hơi nóng ở đây để mở ra đó. Đây, đây là hơi nóng mà chúng ta mở ra được cái nắp này nè, thấy chưa đó. Và đây là Samsung của S7 Edge nha. Và dòng này chúng ta nhìn thấy là chúng ta mở ra, các bạn nhìn thấy đây là pin nè đó. Bây giờ mình sẽ tháo về toàn bộ cái ốc ở đây ra để chúng ta tháo pin ra. Pin này đang bị phồng lên và rọt lên rồi. Đây, bây giờ mình sẽ tháo ra nha, cách ly nguồn pin ra trước. Đây là một con ốc, hai con ốc, ba con ốc, thấy chưa, đây nữa, bốn ốc, năm ốc đó. Đây là chúng ta đã tháo cái này ra, sáu ốc, các bạn sẽ tháo hết toàn bộ ốc ở đây ra nha. Đây, chúng ta tháo ống này ra đó. Về cơ bản là chúng ta cũng tháo gần hết rồi ha đó. Bây giờ chúng ta sẽ tháo cái nắp này ra luôn nè đó. Thì đây là các bạn sẽ nhìn thấy là ốc mở ra hết chưa ha, nếu chưa hết chúng ta thì mở ra đây. Đây là thêm con ốc cuối cùng nè đó, và chúng ta sẽ tháo ra. Được chưa? Nhấc ra ha. Về pin nè, pin bị phồng rồi nè. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ tháo socket pin này ra. Được chưa? Rồi, trên vị pin đây, rọt cái này, các bạn sẽ lấy nước dung dịch và chúng ta tháo ra cho dễ dàng. Đấy, trên pin này chúng ta cũng tháo ra như thế này. Cái này các bạn cho một ít nước dung dịch vào để chúng ta dễ dàng chúng ta tháo nhả keo ra. Đó. Đây ha. Keo cho nhả ra. Đó. Rồi qua bên đây cũng vậy. Đây. Đây. Đây là pin cũ nè, bị rọt lên nè, pin mới nè các bạn. Các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp đúng không? Ừ. Thì pin này mình sẽ bỏ qua một bên. Và bây giờ sẽ thay pin mới vào nha.
Trước tiên là chúng ta thử coi là pin này có lên được hay không. Các bạn phải thử. Để cắm vào chúng ta thử trước. Cắm socket vào trước cái nha. Sau khi cắm vào chúng ta sẽ bật đúng nguồn lên. Đây, Samsung Galaxy S7 nè, đã lên được ha. Đó, chúng ta sẽ test thử. Và sau khi test thử xong rồi chúng ta mới gắn vào. Đây, test xong rồi chúng ta sẽ lấy một cái keo ốp keo, gọi là keo OCA. Keo này cho phép định vị lại cái mặt pin lại với nhau. Đó, bây giờ mình sẽ cắt đây nè, một miếng keo cho chảy dài từ đây xuống đây. Rồi, chúng ta tháo lớp keo ra đây nha, còn những cái dán ở dưới nè. Đấy, cho định vị lại nha. Bên đây vẫn còn lớp keo, chúng ta để luôn. Và socket pin này chúng ta sẽ gắn vào, gắn đúng vị trí nha. Đó, đây, lúc này chúng ta sẽ định vị lại. Và trên cái nắp này các bạn nhìn thấy, chúng ta làm sạch keo ở đây đi, được chưa, toàn bộ keo nha, các bạn sẽ làm sạch đi. Đó, giờ trên socket này mình sẽ để lên, thở lên và đó mình đưa ra về sạch sẽ ở đây, đây để chúng ta mới đưa vô. Đó, chúng ta tháo nó hết ra nha. Đó, chúng ta cho nó sạch hết đây. Rồi đây nữa. Rồi, sau khi xong chúng ta phải cho sạch hết rồi chúng ta mới gắn socket này vô. Các bạn sẽ ráp này vô nè, ráp vào lại nha. Đó, đây, chúng ta gắn nắp này vô luôn, với điều kiện là keo phải sạch đây nha. Đấy, lúc này chúng ta sẽ định vị lại ốc lại nha. Chúng ta định vị lại. Đấy, rồi tới đây nữa, chúng ta định vị lại luôn, gắn lại. Đây, đây là quá trình chúng ta đã gắn ốc lại vô hoàn tất ở trên đây ha. Và cái nữa là chúng ta sẽ bật nguồn lên. Đây, các bạn sẽ bật lên nha. Đấy, cái này là màn hình chúng ta đã lên. Đó là các bạn sẽ kiểm tra về chức năng.
Thì giờ đây là mình sẽ bắn keo vào đây và chúng ta đậy nắp lại nha. Thì để cho cái keo này á, để cái cọng lên các bạn, những cái keo mà cao các bạn phải đẩy cái bằng hết. Rồi camera của bạn chúng ta làm sạch luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cho keo nè. Cơ bản là chúng ta đã được hoàn tất, chúng ta sẽ áp vào. Các bạn sẽ định vị lại cái nắp lưng này. Đó, mặt trước mặt sau. Đây, đây là cơ bản là mình sẽ định vị được rồi nè. Đây, cơ bản là như thế này ha. Giờ chúng ta mở lên chúng ta kiểm tra. Pin bây giờ các bạn sẽ kiểm tra lại và sạc cho hết. Đó, clip coi như là thay pin là coi như đã hoàn tất ha. Rồi mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Mọi thông tin liên hệ có thể là 0922 422 422 nha. Địa chỉ là 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4, Gò Vấp ạ. Xin chào, hẹn gặp lại.